Bây giờ chỗ ông Nguyễn Ngọc Bảo Trâm cũng như anh em ở diễn đàn ông muốn đang hỏi, tức là vừa rồi anh Lợi Minh anh có những cái hoạt động mà anh phản biện lại cái sự tuyên truyền của cái bọn chống cộng cực đoan ở Mỹ ấy, thì anh có phản biện lại về cái việc một số chúng nó thổi phồng hay nó xuyên tạc hoặc là nó vu khống về Việt Nam, thì anh phản biện lại, thế sau đó là gây cái sự hận thù với chúng nó, thành ra là chúng nó mới dọa dẫm về cái việc là có những cái hành vi côn đồ mà đến là định là áp chế ở nhà anh ấy. Thì bây giờ về cái quy định của luật pháp Mỹ thì cái việc mà anh được bảo vệ cái quyền tự do của anh, nếu mà các cái đối tượng mà có những cái hành vi vi phạm pháp luật như vậy thì anh Lợi Minh anh cái lập cái đơn anh kiện ra cái chính quyền, ra cảnh sát về cái việc là các cái đối tượng kia là có cái hành vi đến chấn áp tại gia, chấn áp và vi phạm về cái quyền tự do của anh Lợi Minh, thì liệu rằng nếu anh Lợi Minh làm cái đơn kiện đó thì liệu rằng cái khả năng thắng kiện của anh Lợi Minh có ổn không? Cái này là tại vì tôi không hiểu luật pháp ở Mỹ này nhiều, bạn hiểu không? Nhưng mà theo tôi nhận định là nói chung là kiện thì nói chung là tất cả là đều nói chung là cũng mất tiền, hiểu không? Đã kiện đi đi vào tòa là kiện là nhiều rất nhiều tiền lắm, mà nó tranh tùng tất cả là nuôi nuôi hết luật sư, bạn hiểu không? Bạn hiểu không? Nuôi hết luật sư, hiểu không? Tức Thì là bên khi kia nó mà anh có cái vấn đề gì liên quan đến kiện cáo về mặt pháp lý thì anh phải thuê luật sư thì phải có kinh phí chi trả cho nó, sao mà theo kiện mà để mà thắng kiện là phải có tốn kém, kể cả thắng không kém kiện nhiều nữa lắm anh chứ, cũng phải mất một khoản. càng nó càng lôi kéo càng kéo dài thời gian ở tòa kiện nhá, thì coi như là tiền tiền càng nhiều thì nó bảo ôi cứ, nó cứ bơm 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 vào bảo mày nó kéo tiền mình, tại Nhưng sao mà vào hỏi cái hỏi anh này Dennis là một tất cả Hỏi anh Dennis một ý nữa, cái luật sư ở Mỹ hay ở Canada, nếu mà khi mà thân chủ, tức là anh giúp cho một thân chủ kiện về một vấn đề gì hình sự nào đó, thì có bao giờ xảy ra cái tình trạng cái luật sư cố tình kéo dài vụ kiện không? nó phải kéo ra chứ, nó phải kéo ra hai bên, nhiều khi nếu khi là hai bên mà kiểu mà tranh luận hiểu không? Rồi là bắt đầu như hòa giải trên tòa, khi mà nó gõ búa là coi như là hai bên đã đồng ý với nhau rồi, đại loại là như thế, hiểu không? Do hai bên là nó đi chung là nó một bên nào nó cũng muốn thắng, đại loại là chưa thống nhất đấy, hiểu không? Vì nó cũng kéo dài, đại loại nó cũng kéo dài ra Không, để nó kiếm tiền của mình. ý của em muốn hỏi anh là cái vấn đề tiêu cực trong cái nghề luật sư, ví dụ như các cái luật sư mà nó không có tâm thực sự mà nó lấy cái vụ kiện ra để kiếm ăn, mà nó có cố tình kể cả những cái cơ sở căn cứ để mà đảm bảo cho cái thân chủ mình thắng kiện, nhưng nó chưa làm cái việc đấy ngay mà nó vẫn cứ muốn kéo dài thời gian để cho cái thân chủ bắt buộc phải chi thêm tiền để giải quyết cái vụ kiện đấy, có Có chứ, đây tôi nó kể chuyện này cho tôi cho cái vụ mà cũng một thằng này kia như gì đấy, nhẽ là nó nhận như tôi thì cũng chỉ mất 2-3 ngàn thì để cho nó làm thủ tục rồi là để cho nó xong thôi, nhưng mà nó muốn thắng kiện, nhưng mà đây nó nói mày cứ kiện đi kiện, nhưng cuối cùng nó mất rất nhiều tiền khoảng 20 ngàn nhưng mà vẫn như thế, đó kết quả vẫn thế. vẫn thế đó, mày thích thì nó cãi, nó cứ cãi thôi thì cứ ra tòa đại loại, rồi thì ra tòa một cái ngày đó mày ở nhà rồi nó cứ kéo dài phiên tòa 1 năm đi, thì nó làm cho mày mười Thế mấy ngàn thôi, có nghĩa là khi mà cái thân chủ này mà không đủ cái điều kiện về mặt tài chính để theo kiện có chấp nhận bỏ dở thì là luật sư coi như là nó ăn được cái tiền chi phí đấy rồi, và kết quả là nó cũng không đáp ứng được cái yêu cầu của mình từ đầu. Thế thì quay lại cái việc của anh Lợi Minh, nếu như là Lợi Minh vừa rồi thì anh Dennis anh cũng theo dõi một chút về cái vấn đề anh Lợi Minh là có gây cái mâu thuẫn với cái bọn chống cộng cực đoan mà nó có cái hành động là đến áp chế tại gia ấy, và bây giờ anh Lợi Minh anh làm cái đơn kiện ra chính quyền, kiện ra cảnh sát về cái vấn đề là cái quyền tự do của anh Lợi Minh bị chúng nó áp đặt, rồi cộng với cái hai là chúng nó có những cái hành vi sẽ có thể gây về cái vi phạm về thân thể ấy. Thì nếu như anh Lợi Minh làm cái đơn kiện nhưng mà này, tôi nghe xem cái clip gì nó cũng không vào nhà Lợi Minh, hiểu ông, không? Lợi Minh có sở cửa nó chưa vào nhà. thì mà nó cũng không phải là nó vào, nó đại loại là nó chỉ nói là đại loại là nó nói chuyện về là tại sao được đổi, thì nói chung là mình theo mình nghĩ thì kiện cái vụ nó thì nó cũng cũng chưa chắc là thắng, tại vì bạn hiểu không? Được rồi, Tại vì anh nói thế cũng sao phải, nói nhưng chung mà là anh nói thế cũng phải, ví dụ như là thứ nhất là nó chưa vào cái qua khỏi cửa cổng cửa nhà anh, chưa xâm phạm vào mà cái nó cũng tư gia không của mang anh. súng với nó, không không kiểu là nó ý nó đến nhà thì nên nó thử hỏi nó xem đại đại lại là giải phóng đất Mỹ Mỹ như thế nào, hiểu không? Đại loại nó bạn hiểu không? Thì Mà cũng chả nhưng mà hưởng gì cả, bạn hiểu không? em muốn hỏi anh một chút, nếu mà cái luật pháp của Mỹ, nếu như anh chưa sử dụng bạo lực nhưng anh có cái hành vi phát ngôn đe dọa tính mạng người ta
đe dọa xâm phạm cái tính mạng người ta thì cái đó có đủ cơ sở để mà kiện người ta không? Kiện được, kiện được, cái đó kiện được. Thì ví dụ như là ba cái đối tượng kia mà khi mà đến nhà Lợi Minh ấy, là khi mà nó live stream là nó đã dùng những cái lời lẽ là nó dùng những cái phát ngôn là có cái tính chất là đe dọa cái tính mạng, ví dụ như là hăm giết này, hăm phá này, rồi là về nhà nó cũng lại có những cái tin nhắn mà nó khẳng định rằng nó sẽ tìm ông Lợi Minh này để nó giết, thì cái đó có đủ cơ sở để mà kiện nó ra ra tòa không? Thì cái giá tòa thì anh đã kiện người ta thì kể cả thì nào anh kiện, nhưng mà còn cái lúc là tòa xử như nào do tòa thôi, chứ còn giả sử hai bên luật sư người ta gọi là đánh nhau rồi cãi nhau rồi là đưa ra những luận điệu như thế nào nào, cái đó mình không là luật sư, nhưng mà do luật sư là chủ yếu là luật sư, hiểu không? Cái đó là mất Nhưng mà tiền, hỏi hiểu không? anh, bây giờ em hiểu rồi, ý anh nói là bây giờ mình đã kiện có nghĩa là mình phải có tiền để thuê luật sư, mà thuê luật sư thì đương nhiên mình phải cung cấp đầy đủ các cái cơ sở pháp lý để làm sao cái vụ kiện đó nó đạt được cái kết quả như mình đề nghị. Cái thứ hai là khi luật sư người ta tranh cãi nhau trên tòa thì nó có một cái mức độ gọi là hòa giải, nếu hai bên luật sư của hai bên mà nó giải quyết làm sao để cho hai bên thống nhất nhau hòa giải thì hai bên cùng mất tiền và cái kết quả hai bên thì gọi là giảng hòa thôi. Nhưng nếu như trường hợp mà cái trường hợp cụ thể của Lợi Minh này mà anh xem cái livestream đó rồi của cả ba cái đối tượng kia nó đến nhà anh Lợi Minh ấy, nó có những lời lẽ phát ngôn và có những hành vi, nếu như hôm đó Lợi Minh ở nhà hoặc là ba cái đối tượng kia trèo qua tường đi vào trong cửa nhà Lợi Minh thì cái việc Lợi Minh nếu có tiền mà theo kiện đến cùng thì ba cái tay đó sẽ bị xử lý như thế nào đối với luật pháp của nước Mỹ? Cái đó mình không phải người Mỹ, mình không biết, mình không có luật, cái đó mình không nói bừa được, hiểu không? Thứ nhất mình chỉ nói là theo kiểu như là ấy thôi, chứ còn tại vì sao mình không 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 phải, tại vì thứ hai là cái luật nhiều khi nó cũng từ từ của từng tiểu bang một, hiểu không? Bạn hiểu không? Ở Mỹ nhưng mà bạn ở tiểu bang này như thế nào, tiểu bang kia nó xử như thế nào, nó khác nhau hết, hiểu không? Chứ không phải là cùng một Thôi nước cảm Mỹ. ơn Có anh Dennis ạ. Thực ra thì cái việc của anh Lợi Minh thì anh em mình chỉ xem qua clip này, xem qua những cái nội dung mà tin nhắn của các anh ấy đưa lên Facebook thôi thì mình mới chỉ gọi là chủ quan để nhận nhận định về cái việc là anh Lợi Minh anh có những cái mà gọi là anh ấy phản biện lại cái lũ chống cộng cực đoan mà nó cứ rêu rao, rồi là xuyên tạc về những cái thiên đường ở Mỹ, rồi là xuyên tạc về Việt Nam, những cái vấn đề hạn chế ở Việt Nam thì mình nói thế. rồi là khi mà mình vào trong cái hội người Việt ấy, mình sống ở đây mà, thì cái hội người Việt thì chúng nó muốn chống cộng hay muốn thế nào thì cũng một kệ chúng nó thôi, hiểu không? Nó là quyền chúng nó, nhưng mà có những bạn bè của mình ở đấy thì mình tìm chúng nó ở ở trong cái đó, thì đại loại hôm nay mình vô tình mình nói chuyện gì cái đại loại thì nó thấy mình vào trong ấy thì nó bảo mình là ba khoe, hiểu không? Nó nói là đại loại không phải. Thực ra em rất hiểu anh, em hiểu anh ở chỗ này này, bởi vì anh cũng thừa biết là cái giá trị của cái lũ chống cộng cực đoan nó ra giả 43 năm chẳng giải quyết được cái gì đâu. Nó cứ tồn Thì tại để mình nó đọc tự nó, sướng. mình vào thì mình kệ nó, thì nó muốn chuyện của nó, chuyện công việc của nó thì mình đâu làm sao mình cái chuyện làm ăn của nó mình không động được vào nó, cái nghề chúng nó chẳng lại kệ nó, hiểu không? Còn nghề của mình đi làm ăn, cái công việc của mình thì cái chuyện mình, hiểu không? Hiểu không? Chỉ ghét nhất là cái tội này này, ghét nhất là chúng nó ở thì thôi chúng nó cứ ra giả cái miệng cũng không sao, nhưng mà nó lừa đảo bà con để nó khống chế bà con, rồi là áp chế bà con để chúng nó yêu cầu phải đóng góp kinh phí thế nọ kia, rồi bản thân Cái chúng đấy nó nó không phải nó đã ép làm ăn mà mà. chúng nó, mình nói phải đúng, đại loại nó vận động thôi chứ không phải Anh mình. ơi, nhưng mà theo em được biết này nhá, đúng cái câu nói nó gọi là vận động, nhưng nếu như mà anh không chấp hành cái đó thì nó lại đội chụp cái mũ cho anh là cộng sản, chụp cho cái mũ là Việt Không cộng, không nó chụp không cho ấy phương đâu, Mỹ nó như không thế nọ chụp, kia chứ. phải Em nói nói cái anh gì này phải nhá, mình nói đúng. ở Canada cái lực lượng gọi là chống cộng cực đoan nó cũng nhiều, ở Mỹ thì căn bản hơn, nhưng mà anh nói thế em chưa hoàn Ô toàn đồng tình nhiều đâu, bởi bên này nó gọi là vận động gây một cái quỹ để phục hồi cái Việt Nam Cộng Hòa đi, nó nói thế để cho nó đẹp. Nhưng mà có những cái trường hợp mà các cái doanh nhân mà người ta đầu tư về Việt Nam nó đến đấy nó căng biểu ngữ, nó giơ khẩu hiệu, rồi nó căng cờ lên, nó ra giả, người ta cũng khó làm ăn chứ anh. Đấy có phải là áp chế không? Đấy là áp chế chứ. Cái vận động nó là câu nói nhưng thực chất cái hành động của nó là áp chế. Nếu như cái anh doanh nhân này anh đầu tư về Việt Nam mà anh lại không nộp một cái khoản tiền nào, ví dụ như là một vài trăm hay một vài nghìn theo kỳ nào, thì nó cứ suốt ngày nó đến nó nhiễu anh thì anh làm ăn làm sao được? Đấy cũng là áp chế chứ. Ở Mỹ là có cái chuyện đó. Bởi vì cái bây giờ cái thông tin nó toàn cầu hóa rồi, cái thông tin mạng internet nó phổ biến như thế này rồi, thành ra bà con ở bên hải ngoại ở nước Mỹ người ta đưa về chứ. Em nói ví dụ như này thôi, bây giờ anh đi vào. Ô,
mạng yếu à? Nó quay ra nó bảo anh cộng sản ngay chứ. Cái đó cũng là một cái điều mà cũng gây khó khăn cho những người nói cái tiếng nói trung thực. Thôi nhưng mà theo em là như này. Đúng, đúng, chúng nó muốn đúng, làm gì làm. Đúng. Đúng không anh? Chúng nó muốn làm gì làm, tôi kệ chúng nó, còn mình cứ Đúng có luôn công à. ăn việc làm ổn Bởi định, vì là công tôi chính. nói này, xin lỗi vương bằng này, tôi nói là một cái câu ngắn gọn này này. Cứ người Bắc là nó cho là cộng sản. Đó. Người Bắc là nó coi cho cộng sản. Cứ người Bắc là nó cho cộng sản. Mình đi làm thế, ví dụ mấy cái lính ngụy những nước thì nhiều khi nó cũng với mình cũng đánh nhau bọn nó nhiều, nhưng mà về sau nó cũng phải xin lỗi mình chứ, hiểu đại loại. Rồi nó cũng gọi cộng thằng ông cộng đồng rồi là chống cộng đến rồi là đại loại ấy. Nhưng mà cũng dàn xếp đấy, mình đánh nó đánh nhau là mình phải, hiểu đánh ngay ở chỗ bàn ăn ở trong ấy, không phải tại sao mình cái chuyện chuyện rồi là nó vu khống rồi nó đại loại có những hành vi mà kiểu mà cậy đông mình là không được, bạn hiểu không? Đông đối tôi cả cả người anh em nó to cao, tôi chỉ vào tôi mài một cái thanh kiếm nó về nó bỏng em nó thì nghe em nó lại xin lỗi mình, bạn hiểu không? Tôi biết là cái giá của tôi chơi với nó, nhưng mà cái sau xong thôi đấy con chuyện. Ồ. Oh. Sao?